S95 là mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng Asori mới được Oppo trình làng tại Việt Nam. Máy có thiết kế thời trang với mặt lưng được thiết kế dạng nhám mờ với hai bản màu đen và bạc. Ở mặt trước, thiết bị sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.43 inch với độ phân giải Full HD cộng kết hợp camera 16MP đục lỗ đặt ở góc trái. Màn hình của máy hỗ trợ chế độ bảo vệ mắt như đèn nền thông minh AI, làm dịu DC giúp tránh các tác nhân gây hại mắt. Đáng chú ý, màn hình của Oppo A95 hỗ trợ cảm biến vân tay đặt dưới màn hình. Về cấu hình, mẫu smartphone này sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 662 với nhân xung nhịp 2.0GHz, RAM 8GB và ROM 128GB. Máy sở hữu hệ thống pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 33W với củ sạc kèm sẵn. Theo Oppo, chỉ với 5 phút sạc, người dùng có 1,8 giờ xem video YouTube và 5,7 giờ gọi thoại. Oppo A95 được trang bị 3 camera chính ở mặt lưng gồm camera góc rộng 48MP, camera macro 2MP và camera đo chiều sâu 2MP. Camera của máy hỗ trợ nhiều tính năng như nhận diện cảnh tăng cường AI, chế độ chụp ban đêm, chụp chân dung chuyên nghiệp, làm đẹp AI hay có cả chế độ chụp đêm áp dụng cho camera trước. Ngoài ra, camera của Oppo A95 tích hợp 15 bộ lọc màu sẵn, giúp người dùng có thể sáng tạo với những bộ lọc màu riêng. Máy chạy trên nền tảng Coloros 11.1 dựa trên Android 11 với các tính năng độc quyền. Đáng chú ý, Oppo A95 hỗ trợ chuẩn kháng nước IPX4. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!